Xin chào các bạn. Hôm nay shop Viễn Đông Sài Gòn sẽ test cho các bạn mẫu điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Đây là mẫu bên shop mình đã test rất là ok và cảm thấy là những mẫu này rất là hoàn thiện về mẫu mã, giao diện cũng như là cái độ sắc nét vỏ làm rất là tốt. Bên mình đã test rất là ok nên hôm nay mình sẽ làm cái bản test để cho các bạn tham khảo qua cái video clip này. Tiên ta đi sơ qua về cái phần mẫu mã của máy. Thì màn hình này là 5.8 inch. Màu này là màu xanh cobalt. Đây là mặt sau của nó. Có logo Galaxy Note 8 và logo Samsung phía trên. Về sườn, những góc cạnh và những phím được thiết kế rất là hợp lý và chắc chắn. Được làm rất là khít. Sườn này này được làm bằng kim loại. Về phần Note 8 thì đã được loại bỏ hoàn toàn cái phím home vật lý và được xài bằng phím cảm ứng trực tiếp ở trên màn hình luôn. Đây là Samsung Galaxy Note 8 Đài Loan. Những cái phím này đã được bố trí rất đầy đủ. Và có phần ẩn phím. Khi mà ẩn phím thì mình có thể vuốt lên nó sẽ hiện lên cho mình hoặc ẩn xuống. Rất là tiện lợi. Và đây vô phần giới thiệu. Kiểu số của nó là phiên bản SMG950, phiên bản Android của nó là 7.0, phiên bản Android cao nhất hiện tại bây giờ. Đây là những cái phiên bản giải tần số cơ sở và các thông tin khác. Đây là phần thông tin của Samsung Galaxy Note 8 Đài Loan. Đây là phần cài đặt của nó. Trong đây thì nó có rất là nhiều cái phần thư mục con như là bảo mật hay tài khoản ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì nó có rất là nhiều ngôn ngữ, đầy đủ các ngôn ngữ cho hỗ trợ cho chúng ta. Nó là phiên bản quốc tế nên ngôn ngữ nó rất là đầy đủ. Đây, tiếng Nhật. Ta gọi chọn tiếng ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi sau qua về menu giao diện, máy chạy rất là mượt. Android 7.0 mới nhất hiện tại bây giờ, cho máy chạy rất là mượt, chỉ cần lướt nhẹ là nó chạy thôi. Rồi tôi đi sơ qua phần thông số của nó, qua phần CPU Z. Này thì nó hiển thị là chip ARM 8 nhân. Nó chạy chip 6580. Nó model là G950. Và sơn Android nó là 7.0. RAM của nó là 4GB. Độ phân giải màn hình là 576 dpi. Đây là cấu hình hiển thị của phần CPU Z. Cái này mình có cài phần mềm AnTuTu để mình test luôn. AnTuTu. Thông số thì nó vẫn hiển thị như vậy, 8 nhân.
Camera sau của nó là 12 chấm. Độ phân giải 1440 nhân cho 2560. RAM của nó total là 4 GB. Đây mình có thể quay gần một xíu cho các bạn. Bộ nhớ hiện thị của nó là 32, 64, 128 hay là 256 thì mình tùy chỉnh thôi. Còn bộ nhớ thực của nó là 5 GB. Tổng bộ nhớ của nó là 8 GB. Còn trống 5 GB. Cái này nó chạy 32 bit. Camera trước của nó là 5 chấm và sau là 12 chấm. Đó là sơ qua phần test của AnTuTu. Mình sẽ vào phần lướt web xem tốc độ máy nó chạy như thế nào. Máy chạy rất là nhanh và đang sử dụng wifi. Mình vào phần YouTube. Với tốc độ xử lý của nó là 8 nhân và RAM là 4 GB thì nói chung là chạy rất là nhanh. Và đây là máy Đài Loan nhé các bạn. Mình đang test thực tế một bộ cái máy Đài Loan và cấu hình là của Đài Loan luôn chứ không phải là của chính hãng nhé. Máy chạy rất là nhanh, âm thanh rất là ok. Là sai luôn hình đây. Loa được thiết kế ở đây. Đây là cái phần loa. Sắc là mình đi thua rồi.
nó chạy rất là nhanh, mình chỉ cần lướt là nó chạy thôi, nó không có bị download dừng lại. Tốc độ này thì chúng ta sử dụng lướt web và Zalo, Facebook hoặc là những cái game nhẹ thì nó sẽ chạy rất là ổn định. Các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể đến trực tiếp địa chỉ 734 Lý Ứng Bích để mình tham khảo và test trực tiếp sản phẩm. Và ra các bạn ở tỉnh thì mình có thể tham khảo trực tiếp trên video clip này với những thông số cài đặt và hiển thị bên mình đã test từ đầu clip đến giờ. Các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 0976 894589, bên shop sẽ tư vấn cho các bạn. Bên mình ship COD toàn quốc miễn phí các bạn nha. Đó là sơ qua về cái phần Samsung Galaxy Note 8 của Đài Loan. Máy rất là đẹp và mượt. Camera rất là sắc nét. Rất là rõ. Camera sau là 12 chấm, còn camera trước là 5 chấm. Sử dụng hệ điều hành Android 7.0. Hiện tại shop đang bán với giá là 2.9 triệu. Tại thời điểm này và giá có thể thay đổi theo các thời điểm khác. Bên shop sẽ cập nhật giá trên website. Mẫu Samsung Galaxy Note 8 Đài Loan. Màu xanh bên mình có rất là đủ màu. Đây là xanh cobalt, màu vàng, màu đen và màu bạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Clip đến đây là hết.